Hello Minh Châu. Chào cô. Hello con. Minh Châu làm bài tập nhà của cô chưa? Dạ con chưa in. Ừ, thế bây giờ mình chữa qua cái bài đấy một tí nhá, để cô chia sẻ màn hình lại cho con nhá. Mình chữa một tí cái bài này trước, không lại mình lại quên mất nào. Còn nhớ với ân đi trước những từ nào không nào? Những chữ bắt đầu bằng chữ cái như nào không nhỉ? Cô cần phải nhắc lại một xíu không? Nào, chữ ân cái chữ ân này thì sẽ đi trước những từ như nào con nhỉ? Những từ có bắt đầu bằng những âm gì? Âm U, âm E. Âm A. Nào, sẽ đi trước những từ mà có những âm mà mình sẽ đọc, mình sẽ có một cái từ hôm trước cô dạy là mình đọc nó là gì để mình học thuộc ấy nhỉ? Nào, mình có từ uể oải. Uể oải nhá. Vậy thì cái từ uể oải này thì sao đây? Thì mình sẽ nhờ cái từ uể oải đấy để mình biết là những cái âm, những cái từ mà có cái âm bắt đầu bằng những chữ cái trong cái từ uể oải đấy thì mình sẽ kết hợp với chữ ân, với mạo từ ân nhá. Ok chưa? Rồi, vậy sẽ là có chữ U này, chữ E này, chữ O này, chữ A và chữ Y. Ok chưa? Đó. Cái từ mà bắt đầu bởi gì đây? Consonant. Consonant là gì? Phụ âm, đúng không? Phụ âm. Đó, U, E, O, A, I, uể oải. Thì mình sẽ đi với mạo từ ân nhá. Còn mạo từ ơ là những từ đi với nguyên âm, là những từ còn lại. Ok, vậy thì number one mình có a mirror. Rồi, number two nào? Alligator. Alligator. Ân hay ơ con? Ân. Ân, đúng rồi, an alligator. Number three nào? A cap. A cap. Ok. Number four. Number four này, câu cái từ này đọc hơi khó đúng không? An iguana. Ok, đây là con gì con nhỉ? Con không biết. Con này là con kỳ đà hả? Hơi lạ nhỉ? Ok. And iguana. Ok. Number five now. A fish. A fish. Good. Number six. An elephant. An elephant. Good. Number seven now. A bear. A bear. Number eight. Không biết đọc từ này hay là không biết là điền ơ hay ân? Không biết đọc từ này. Thế thì trước khi biết đọc từ này thì điền cho cô là ơ hay ân vào đây đã, rồi cô dạy đọc nào. Ân. Ân, đúng rồi. Con này là con gì nhỉ? Con này là con gì đã? Tiếng Việt là con gì đây? Con cú mèo. Cú mèo, đúng rồi. Vậy thì mình có con cú mèo là ơ. Ơ. An owl. Đọc an owl. Nhớ chưa? Nhớ cách đọc con cú chưa? Này, ghi từ con cú này vào cho cô nhá. An owl. An owl. Ok. An owl. Rồi. Nhờ chú thích cho cô là con cú nhá. Thì mình có cần một cái iguana này mình ghi vào không nhỉ?
Thế cứ nhớ cho cô từ này là con kỳ đà nhá, vì từ này mình cũng ít gặp thôi. Ok. Alligator là con cá sấu đúng không? Từ này con đã biết viết chưa? Nếu chưa biết viết thì Minh Châu phải viết vào vở cho cô nhé. Rồi, ok, mình viết vào vở một tí nào. Ok. Alligator, ok. Và cuối cùng là a tree, đúng không? Yeah. Rồi, nào mình nốt một bài nữa nhé. Chỗ nốt cái bài này nào. Cái bài này thì sẽ là gì đấy? À, vẫn giống như thế thôi. Có hai cột là ơ và ân. Và mình sẽ điền những cái từ tương ứng vào trong hai cái cột ơ hoặc ân này cho cô nhé. Yeah. Nào, đầu tiên nào. Piano mình sẽ điền vào đâu nào? A piano. Ok. Desk nào. Desk. A desk. Đúng rồi. Igloo. Igloo mình điền vào. An igloo. An igloo. Igloo này là gì con? Từ igloo này nghĩa là gì? Igloo này là cái lều nhá. Lều tuyết. Igloo. Ok, boy. A boy. A boy, good. Watch. Watch. A watch. A watch. Apple. A apple. Nào, apple là gì? Ơ hay ân nhỉ? An apple. An apple. Umbrella. An umbrella. An umbrella. Umbrella là gì con biết không? Là cái ô. Đúng rồi. An umbrella. Cái ô. Good. Rồi. Nào bây giờ mình sẽ bắt đầu bài hôm nay nhá. Tốt. Đây là bài bài tại vì nhà mình đã làm đúng hết rồi. Okay, today we will learn about unit 23 at our school. Mm-hmm. Okay. Now, unit 23 at our school. Tắt cái này vào đây. Okay. Nào, trước khi vào bài học thì mình sẽ lại có một số những cái gì đấy? Những cái new words. Đó, new words là từ mới. Vậy thì đoán nghĩa cho cô từ đầu tiên mình có cái gì đấy con? Cái hộp bút. Hộp bút là gì nhỉ? Pencil. Đúng rồi, pencil case. Good. Nào, bên cạnh nào. The next one. Bên cạnh nào? Kia con. Glasses. Glasses. Good. Okay. À, đây thì là cái glasses. Còn cái hộp đựng kính thì mình sẽ có là glasses case. Nào đọc lại với cô nào. Glasses case. Glasses case. Okay, còn cuối cùng nào. Cuối cùng trong cái bức tranh này nào. Keyboard. Keyboard. Okay, bàn phím. Keyboard. Nào, tiếp nào. Exercise A. Write letters on the lines to complete the words. Đó, viết chữ trong viết chữ ở trong cái line, ở trong cái dòng này để hoàn thành một câu. Ok, vậy là tất cả những cái từ này, đó, con thấy những cái từ này chưa? Đó, đều đang được nối vào một đồ vật. Và mình sẽ phải xem đồ vật đó là gì và mình sẽ điền
sao cho mình sẽ điền thêm các cái chữ sao cho đúng với tên gọi của đồ vật đó. Và mỗi một chữ được cần điền thêm ở đây, người ta sẽ có những cái ô cho sẵn đây này. Ví dụ ở đây có bốn ô, tức là cái chữ cái đó sẽ có bốn cái chữ nhá, cái từ đó sẽ có bốn chữ. Ở dưới này cũng thế, ở dưới này thì sẽ là gì đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 là 6 chữ này. Ở đây là có bao nhiêu chữ đây? 2, 4, 6, 7 chữ. Đó. Mỗi từ khác nhau thì mình sẽ có những cái chữ cần điền vào khác nhau để sao cho đúng nhất với cái từ đấy con nhá. Rồi, ok. Nào, vậy thì cái từ màu xanh... À, thôi cô sẽ cho Minh Châu 5 phút để suy nghĩ đã nhá. Ok. Nào, con nghĩ một chút. Khi nào xong thì sẽ gọi cô. Hoặc là điền được hết tất cả các từ mà mình biết rồi thì sẽ bảo với cô để cô cho nghe nhá. À, để cô chữa cho nhá. Vâng. Ok. Nào xong rồi. Ok, nào từ đầu tiên nào. Là bookcase. Bookcase. Đúng rồi, bookcase. Từ tiếp theo nào. Pencil case. Pencil case. Ok, tiếp từ tiếp theo nào. Glasses case. Glasses case. Đúng rồi. Thứ tiếp theo. Cupboard. Cupboard. Uh-huh. Tiếp nào. Keyboard. Keyboard. Okay, và từ cuối cùng. Blackboard. Blackboard. Ok. Rồi. Đúng rồi. À nhưng mà white. Tại vì bảng cái bảng này nó đang là màu gì đây con? Màu trắng đúng không? Thì mình sẽ gọi là whiteboard. À, những cái whiteboard này thì mình sẽ viết như nào? Đây mình sẽ viết bằng bút dạ.
nhá, bút dạ xanh ấy, bút dạ xanh, bút dạ đen lên những cái bảng trắng như này, và mình sẽ có một cái giấy lau. Đó, còn cái bút, còn cái bảng đen thì mình sẽ phải viết bằng gì đây? Phấn. Đúng rồi, bằng phấn. Ok. Rồi, good. Did you know a possessive adjective modifier noun or pronoun to show who or something? À, hôm nay mình sẽ được học một một cái kiến thức mới nhá, là kiến thức gì đây? Mình có ở đây là gì? Những cái tính từ sở hữu. Đó, đây là đại từ này. Đây được gọi là đại từ này. Đó. I, you, he, she, it, we và they. Đó. Nào, trước hết ở bên cột bên trái trước nhá. Thì mình đã biết nghĩa của những từ nào rồi con? Mình có ai là gì nhỉ? Tôi Ai là tôi, đúng rồi. You là gì? yêu là bạn Là bạn. He. He là là gì? Mình sẽ có he là anh ấy nhá. Anh ấy này. Tiếp. She là gì con biết chưa? Con biết không? Ok. Cô ấy. Đó. Tiếp. It. Không biết. It là một từ chỉ chung như kiểu là nó hoặc là nói từ chỉ chung chung, nói về những cái vật chung chung đó, mình sử dụng it. Tiếp, we là gì? Mình sẽ có we là gì đây? Là chúng tôi, chúng ta. Ok Subscribe. dây cũng không biết luôn đúng không? Ok, mình sẽ có dây là họ. Họ tức là sao? Tức là chỉ một nhóm người khác, và những cái nhóm người đấy không có mình, đúng không? Chúng ta cũng Vâng. chỉ một nhóm người, nhưng mà làm trong đấy làm sao đấy, trong đấy sẽ có Cảm gì? Có cả mình, đúng rồi. Còn họ sẽ là, còn they là họ, tức là những cái một nhóm người mà trong đấy làm sao không có mình. Đó, không có mình thì mình sẽ gọi là they. Ok chưa? Đã. Nào, vậy thì tương ứng với những cái đại từ nhân xưng này thì mình sẽ có những người gọi là tính từ sở hữu. Và những cái tính từ sở hữu này để xuất hiện để làm gì? Để nói về một người mà sở hữu một cái món đồ nào đó. Ví dụ như kiểu là mình hay nói là my pen, thì my pen này có nghĩa là gì con? Có nghĩa là cái bút Đúng rồi, là không, my cơ mà, my pen. là cái bút của tôi. Đúng rồi, nó chính là như vậy. Tức là sao đây? Những cái đây này, người ta nói này, những cái tính từ sở hữu này thì sẽ làm sao đấy? Xác định rằng một danh từ hoặc một gì đây? Một danh từ này hoặc một làm sao đấy? Một đại từ để nói về một người hoặc một vật gì đó, sở hữu một thứ gì đó. Tức là tính từ sở hữu để nói về sự sở hữu của một người hoặc một vật về cái món đồ gì đó, con hiểu không? Tức là đi ứng với ai, mình sẽ có từ my, tức là tôi này, ai là tôi này, và my sẽ là gì đây? Của tôi. Đó. You là gì? You là gì con nhỉ? You Bạn ấy. là bạn. You là bạn. Vậy thì your ứng với you sẽ là your, thì your con nghĩ your là gì? Nếu you là bạn thì your là gì nhỉ? Nếu mà you là bạn thì your sẽ là gì? Nào, bây giờ cô giải thích lại nhé. Nếu I là tôi và my là của tôi, đúng không? My sẽ tương ứng với I. I là tôi, my thì my sẽ là của tôi. Vậy you là bạn thì your sẽ là gì con?
bạn ấy. Không phải. Đây ta còn giải thích lại này. Đây là cái cột đại từ nhân xưng. Đó, đại từ nhân xưng là những cái gì đây? Những cái chủ ngữ chỉ với các ngôi này, I, you, he, she, it, we và they. Được chưa? Và ứng với những đại từ nhân xưng đó, mình sẽ có những tính từ sở hữu. Và khi xuất hiện những cái tính từ sở hữu này thì sẽ để nói về gì đấy? Một người hoặc một vật sở hữu một món đồ nào đó. Tức là ai? Tức nhá, con nhìn nhá. Con nhìn vào cột này này. Ví dụ cái đại từ nhân xưng là ai, là tôi, thì tương ứng với đại từ nhân xưng đấy mình sẽ có là my, là của tôi, đúng không? Ai là tôi, my là của tôi. Vậy thì you là bạn, thế thì tương ứng với nó là your, thì có nghĩa là gì? Ai là tôi này, my là của tôi. Vậy thì you là bạn, thì your sẽ là gì con? Do là gì nhỉ? Do để nói về sự sở hữu nào. Nói về cái của ai, của ai đấy. Thì do sẽ là gì? Của bạn à? Đúng rồi, đúng rồi. Do sẽ là của bạn. Good. Vậy thì he là anh ấy. Vậy thì his sẽ là gì nào? He là anh ấy. Vậy thì his sẽ là gì? He là anh. Vẫn là về sự sở hữu nào. Cái này nó chỉ tương ứng với các cái ngôi, các cái từ tính từ sở hữu, nó chỉ tương của ứng. Anh ấy. Đúng rồi, của anh ấy, đúng rồi, his sẽ là của anh ấy. Vậy thì she là cô ấy, thì her sẽ là gì? Của cô ấy. Đúng rồi, của cô ấy. Vậy thì it là nó, vậy thì its sẽ là gì đấy? It là nó, vậy thì it sẽ là gì? It's nào, cũng giống hệt, cũng giống hệt như cái kia nào, giống hệt như cái trước nào. Của nó. Đúng rồi, của nó. Vậy thì we là chúng ta, chúng tôi, thì our sẽ là gì? Của chúng ta. Đúng rồi, của chúng ta. Và cái từ cuối cùng nào, there. Mình có there là gì nào? Cái gì? Mình có there. Đây là của họ. Của họ, đúng rồi, đó. Đúng không? Nào bây giờ đọc lại các cái từ tính từ sở hữu này với cô và cho cô cái nghĩa của nó nhá. Đầu tiên nào, my. Là của tôi. Nào đọc lại với cô, đọc lại cái từ đấy với my. Cô. My là của tôi. It. Your. 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 Ừ. Là của bạn. Good. His. His. Là của anh ấy. Good. Her. Her. Là của cô ấy. Đúng rồi. Tiếp này. Is. Is. Is là của nó. Của nó. Our. Our là của chúng ta. Đúng rồi. There. There. There là của họ. Đúng rồi, đó, con đã hiểu chưa? Và cái này hoạt động như thế nào? Tức là đi sau tất cả những cái tính từ sở hữu này, mình sẽ phải đi với một danh từ. Đó, một danh từ hoặc một, hoặc một nói chung là một danh từ hoặc là một vật gì đó. Vậy thì ví dụ như cô sẽ có cái cụm như là my gì nhỉ? My class. My class thì cái cụm đấy nghĩa là gì? My class nào? My và cộng với một danh từ thì có nghĩa là gì đây? My class. Class là lớp học nào. Vậy thì my class sẽ là gì? Lớp học của tôi. Đúng rồi. Her dress nào. Her dress. Her dress.
váy của cô ấy. Đúng rồi, her dress là cái váy của cô ấy đúng không? Our our house. Ngôi nhà của chúng ta. Đúng rồi, ngôi nhà của chúng ta hoặc ngôi nhà của chúng tôi đúng không? Đó con hiểu chưa? Con hơi hiểu hiểu một tí chưa nào? Hiểu rồi không? Cái này nhá, mình sẽ đi theo đây tất cả những cái này. Đợi tí thôi. Mình sẽ cộng với một danh từ là một noun. Đó. Và những cái danh từ luôn luôn phải đi sau tất cả những cái từ này nhá, con nhá. Tức là my chấm gì đó, your gì đó, my house này, my pen này, my glasses này, đó hoặc là your book này hoặc là his trousers này đó, tức là tất cả những cái tính, tất cả những cái đồ vật đó, những cái sự vật đó phải đi sau những cái này để mang nghĩa là cái đồ vật được nhắc đến là của ai, của ai nhá, là của cái của người mà được nhắc đến trước nó này. Ví dụ mình có cái danh từ là trousers là cái quần đúng không? Và cái quần đấy khi mà đi theo những cái như kiểu dựa, his trousers thì sẽ là cái quần của anh ấy. Her trousers thì sẽ là gì đây? Cái quần của cô ấy. Đó, nó chỉ đơn giản thế thôi nhá. Nào bây giờ mình sẽ thử luyện tập một tí nhá. Ok. Nào, cô cho. Oh, no. Cô xem nào. Cô xóa cái chú thích đi. Ok, nào bây giờ mình sẽ luyện tập một chút nhé con. Yeah. Ừ, nào. B, whose is it? Right, his, her or there? Mình có cái từ, mình có câu hỏi whose này có nghĩa là của ai này. Whose is it? Yeah. Có nghĩa là cái đồ vật này của ai? Whose is it? Viết his, à, hãy điền này. His, her hoặc là there. His là anh ấy. Her là cô ấy và there là họ. His là của anh ấy, her là của anh ấy và there là của họ. Ok chưa? Nào number one mình sẽ điền gì? Is gì đấy? Her bag. Đúng rồi, it's her bag. Number two nào? Is his ruler. Is his ruler. Good. Number three now. It is their dog. It is their dog. Đúng rồi. Nào dịch cái câu một cho cô nào. Câu một nghĩa là gì Minh Châu? Đây là cái cặp của cô ấy. Đúng rồi. Đây là cái cặp của cô ấy. Number two nào. Is his ruler. Đây là cái thước của anh ấy. Đúng rồi, đây là cái thước của anh ấy. Và number 3 nào, is their dog. Đây là con chó của họ. Đúng rồi, giỏi. Ok. Q&A. Nào, what color is the girl's bag? Red. Red. Nào, bà con nhìn cho cô cái câu hỏi này nhé. Con thấy không? Con có nhìn thấy cái phẩy S ở trên đầu này không? Đây này. Có. Cái này cũng là sở hữu cách. Tức là gì đây? Girls, phẩy S, back. Thì có nghĩa là cái túi của ấy. Đúng rồi. Cái này cô đã dạy một lần rồi đúng không? Yeah. Đó. Girls, phẩy S, girls, back. Có nghĩa là cái túi của cô ấy màu gì? Rồi. Ok, good. Red. Number two. What is in her bag? What is in her bag? Tức là trong túi của cô ấy có cái gì? Nào, thử đoán cho cô xem nào. Thế trong túi của cô ấy có cái gì đây? Cái này là hình dạng của một cái gì đó đấy. Cái gì đó khá quen thuộc đấy. Nào, mình thử tưởng tượng cho cô nào. Thì chắc là cái đánh cầu lông. Ngoài cái đánh cầu lông ra còn có thể là cái gì nữa? Hợp lý, cái đánh cầu lông cũng hợp lý. Có thể là cái vợt tennis này. Hoặc là cũng có thể là cái đánh cầu lông, cái racket. Hoặc là có một cái nữa, có thể là cái
giống một cái loại nhạc cụ gì nhỉ con nhỉ? Piano. Piano. Piano mà to thế này hả? À mà nhỏ thế này hả? Cái gì? Guitar. Guitar, đúng rồi. Nào thì bây giờ thử chốt một đáp án cho cô xem nào. Xem đây sẽ là cái gì nào. Cái đánh cầu lông ạ. Cái đánh cầu lông. Ok. Đấy. Her tennis things. Tennis là bộ môn à, bóng tennis ấy con. Nha. Yeah. Đó. Cái này sẽ là her tennis things. Ok. Đó, thế là gì đây? Những đồ dùng à, những đồ vật chơi tennis của cô ấy, her tennis things. Ok, vậy là trong này sẽ có cái vật tennis. Tại vì cái đánh cầu lông thì nó sẽ phải nhỏ hơn một tí cơ. Đúng không con? Cái này hơi to. Yeah. Hơi to nên mình có thể mình sẽ nên tưởng đến cái vật tennis. Ok, number 3 là it's a dog nào. What is the dog doing? Jump. Jump. Gì nữa? Play. Có play không? Có play không con? Có. Có, đúng rồi. Còn gì nữa nhỉ? Play, jump. Còn làm gì nữa không? Thế thì mình sẽ chốt là play hoặc là jump nhá. Thì xem nào. Jumping. Đúng rồi, jumping. Jumping là đang nhảy. Ok, good. Tiếp nào. Is their dog big or small? Big. Big. Small. Cái này nó chỉ bé như cái cái này thì cũng hơi khó nhỉ. Ví dụ mình mà nhìn thấy to thì mình bảo là to đúng không? Được rồi, small. Thế con có biết câu hỏi này có nghĩa là gì không? Is the dog big or small? Con biết câu hỏi này có to hay là nhỏ? Đúng rồi, con chó của họ to hay là nhỏ? Nhá, thì mình sẽ có là gì đây? Is the dog big or small? Con chó của họ to hay nhỏ? Ok, good. Tiếp nào. Read the question. Write and write a name or number. Đó, bây giờ đọc câu hỏi, sau đó lắng nghe và viết tên hoặc là một số vào đây nhá. Ok chưa? Nào, bây giờ cô sẽ gì nhỉ? Cô sẽ đọc. Cô có gần dịch nghĩa câu hỏi cho Minh Châu à Minh Châu không? Đó. Có không để cô dịch nghĩa cho nhá. Cô đọc và cô sẽ dịch nghĩa cho nhá. Ok, vậy thì mình sẽ có hai cái example đầu tiên là How old is May và What is May brother name? Thì mình viết nghĩa của câu đấy rồi đúng không con? Vâng. Rồi, thế thì các cái câu gốc của mình, à câu chính của mình là number one, where is May school? Câu này nghĩa là gì con? Con có đoán được trước không? Where is May school? Đâu là trường của mây. Trường của mây, cái đoạn trường của mây thì đúng rồi. Nhưng mà cái đoạn where là mình sẽ dịch là như này nhá. Trường của mây ở đâu? Ok chưa? Trường của mây ở đâu? Ok. Number two nào. How many children are there in May's class? Có nghĩa là có bao nhiêu bọn trẻ ở trong lớp của mây. Đúng rồi, có bao nhiêu bạn trẻ ở trong lớp của May? Good. Number 3 là What is the name of May's friend? What is the name of May's friend? Tên của bạn. Tên bạn của May là gì? Đúng rồi, tên bạn của May là gì? Number 4, who is May's English teacher? Câu này có nghĩa là ai nhá, nhớ cho cô này, cái từ cái câu hỏi bắt đầu bằng who có nghĩa là ai. Ai là cô giáo tiếng Anh, ai là giáo viên tiếng Anh của May?
Ok chưa? Ai là giáo viên tiếng Anh của Mây? Nhá. Yeah. Rồi, number 5. What is the number of May's class? Lớp của May là số mấy? Lớp của May là số mấy? Đúng rồi. Vậy thì mình biết nghĩa của mấy cái câu hỏi này rồi nhá. Cô sẽ cho nghe nhá. Rồi, ok. Our school. Nghe thử chưa con? Read the question. Listen and write a name or a number. There are two examples. Hello, Mr. Line. It's my birthday today. Happy birthday. How old are you now? 8? Yes, that's right. I'm 8 today. Is that your brother behind you? Yes, that's Nick. Does he spell his name N-I-C-K? Yes. Can you see the answers? Now you listen and write a name or a number. 1. Where do you go to school, May? I go to school in Good Street. And how do you spell good? G-O-O-D. Oh, yes, I know. 2. How many children are there in your class? There are 15. 15? That's a small class. Yes, I like that. 3. Now, May, who are your friends in your class? Well, I like Kim. Kim sits next to me. Do you spell her name K-I-M? Yes, that's right. 4. Do you learn English at school, May? Yes, I'm good at English. Who's your English teacher? Her name's Mrs. Wall. Oh, Mrs. Wall. Do you spell that W-A-L-L? Yes. 5. And which class are you in now? I'm in class 8. Class 8. Okay. Thank you for answering my questions. Okay. Xong rồi hả con? Con chưa còn câu thứ 4. Thế mình nghe lại một lần nữa nhá. Mình nghe lại một lần nữa này. Nếu mà lần 2 mình vẫn chưa nghe được thì tí nữa mình sẽ chữa. My birthday today. Happy birthday. How old are you now? 8? Yes, that's right. I'm 8 today. Is that your brother behind you? Yes, that's Nick. Does he spell his name N-I-C-K? Yes. Can you see the answers? Now you listen and write a name or a number. 1. Where do you go to school, May? I go to school in Good Street. And how do you spell good? G-O-O-D. Oh, yes, I know. 2. How many children are there in your class? There are 15. 15? That's a small class. Yes, I like that. 3. Now, May, who are your friends in your class? Well, I like Kim. Kim sits next to me.
Do you spell her name K-I-M? Yes, that's right. 4. Do you learn English at school, May? Yes, I'm good at English. Who's your English teacher? Her name's Mrs. Wall. Oh, Mrs. Wall. Do you spell that W-A-L-L? Yes. 5. And which class are you in now? I'm in class 8. Class 8. Okay. Thank you for answering my questions. Okay, nào. Cho cô đáp án nào. Number 1 mình có là gì nhỉ? Không biết đọc. Không biết đọc hả? Không biết tính bảng. Okay, now, can you in, let's spell that. T-O-O-D. T-O-O-D. G. Mình sẽ có là G-O-O-D. Từ này đọc là gì con? Good. Good. Good street. Number 2 nào. Fifteen. Okay, 15. Number 3 now. Can. Can. Now, how do you spell that? Con Anh Vân là như nào? Anh Vân cho cô nào. K-I-M. K-I-M. Kim, good. Number 4 now. Who is my English teacher? Wool. Mr. Squall, good. And number 5 now. What is the number of my class? 8. Okay, good. Rồi, đó. Vừa nãy là lần 1 là nghe được hết trừ câu mấy con? Chỉ câu 1. Trừ câu 4 đúng không? Chưa nghe được câu 4 thôi đúng không? Rồi đây, hai nghe là nghe lại được hết rồi đây này. Ok. Tốt. Nào, mình sẽ nốt một cái này nhé. Read about Grace cool and complete the question. Hai bạn này cô cho về nhà làm. Hay làm luôn nào? Luôn. Nào làm nốt bài này nhé. Hello. Nào cùng đọc cái bài này với cô nào. Hello, I go to Clark School. It's in Watch Street. I'm in class 10 now. There are 25 children in my class. My new teacher is Miss Ha. She's very nice. My friend Dan sits next to me. Okay. With number 1, mình sẽ có là what is the names of your what is the names of your à đây sẽ là đọc bài này và sau đó làm sao đây và đặt những cái câu hỏi liên quan đến cái trường, liên quan đến những cái mà trong cái bài đọc này có. Vậy thì number 1 mình sẽ hỏi về cái gì nhỉ? What is the name of the your the ở câu đầu tiên thì mình sẽ có là hello I go to Clark School. Vậy thì câu number 1 này mình sẽ điền ở đây là gì đây? What is the name of your Dan. Of your the really? Your school, đúng không? What is the name of your school? Đó, what is the name of your school? Trường, tên trường của bạn là gì? Tại vì ở câu đầu tiên người ta cho mình là gì đây? Hello, I go to Clark School. Xin chào, tôi sẽ đi học ở trường Clark. Đó, vậy thì câu đầu tiên mình sẽ có câu hỏi là what is the name of your school? Đó, đây là cách đặt câu hỏi. Okay, number 2. Câu number 2 thì mình sẽ có là where is your cái gì của bạn ở đâu nào? Where is your gì đây?
cái gì của bạn ở đâu đây? Mình sẽ hỏi vị trí của cái gì nhỉ? Địa điểm của cái gì nhỉ? Where is your... Where is your school? Đúng không? Where is your school? Number 3 nè. Which gì đây? Người ta bảo là I'm in class 10 now. Thì which gì? Which gì are you in nè? With class... With class or class. Đúng rồi, number 4 nè. How many gì đây? Children. Children. How many student? How many children, đúng rồi. Number 5. What is your gì đây? Friend. What is your... Không, chưa friend vote. My new teacher in this hall. What is it? Teacher. What is your teacher name? Đúng rồi. Và cuối cùng nè. Who do you sit next to? How, đây này. Who do you sit next to? Là bạn ngồi cạnh ai ở lớp? Đúng chưa? Ok chưa? Dad sits next to me. Đây là cách đặt câu hỏi. Và những cái gạch chân là những cái câu trả lời tương ứng với câu hỏi đó từ 1 đến 6. Con nhá. Về luyện tập cái phần đặt câu hỏi này nhá. Rồi ok, vậy thì hôm nay mình sẽ đến đây thôi nhá. Ok chưa? Rồi về học cho cô các cái từ mới và học thuộc lại cho cô cái bảng này nhá và các cái cách dùng nhá để cô chụp lại xong cô gửi cho mẹ. Xong à. Yeah. Cho học nhá. Rồi ok, yeah. Goodbye, see you soon. Goodbye teacher, see you again. Okay.